Hello, xin chào mọi người. Để các anh em bạn bè lo lắng từ hôm qua đến bây giờ, gà xin lỗi nhá. Gà có nói là gà thay mặt các anh em giải quyết thằng hot boy xăm trổ này. Nhưng mà ngược lại thì giờ đến giờ gà vẫn chưa tìm được nó. Thứ nhất là chưa tìm được nó, thứ hai thì chưa tìm được nó thì gà đã tới tí bị ăn đánh rồi. Gà xuống đến đây gà đi tìm nó thì gặp một đám công nhân. Người ta cứ nhìn gà thôi. Cứ nhìn gà, mấy anh công nhân to đen, cao. Mấy anh bu lại gà, anh hỏi gà là mày xuống đây làm cái gì? Thì gà mới nói là em đi công chuyện xuống dưới này. Thì các anh đấy bảo là thằng này láo. Thằng hot boy xăm trổ này láo. Thì gà bảo không không, em không phải hot boy xăm trổ đâu anh ơi. Thế là gà tí bên đánh. Thế có phải dại không? Kể ra là nghĩ lại thì mình bị nó lừa. Có phải là bị nó lừa không? Nó kích bác mình xuống đây tìm nó. Thằng chó này bắt dậy quá. Thế thành ra là nói là thay mặt anh em để giải quyết thằng này nhưng mà chưa tìm thấy nó. Để anh em buồn lòng nói này nói lọ nhưng mà thực chất thì nó chửi gà trước. Nó lên Facebook nó chửi gà trước. Nhưng mà nguyên nhân để gà bực đến như vậy không phải là nó lên Facebook. Cách đây 2 tháng thì nó có gọi điện cho gà. Nó bảo là có phải gà không? Mình bảo ừ gà đây. Nó bảo là mình là hot boy xăm trổ đây. Thì mình bảo ờ sao? Nó bảo là bây giờ bạn có thể ra khách sạn xăm cho mình được không? Mình sẽ giả thêm tiền cho bạn, bạn lấy bao nhiêu mình giả cho bạn. Thì gà có nói với nó là không, mình không thể ra ngoài làm được. Mình có cửa tiệm đàng hoàng, mình chỉ xăm ở tiệm thôi. Bởi vì còn đồ dùng dụng cụ mình làm ở tiệm nữa, mình không thể ra ngoài xăm được. Thì nó mới bảo là sao không ra ngoài được? Thì mình bảo mình không thể ra được, nếu như mà bạn đến tiệm mình sẽ xăm cho bạn. Đấy. Thì nó bảo là mình sẽ giả tiền gấp đôi gấp ba. Thì gà có nói là gà không lấy hơn, gà chỉ lấy bằng mọi người thôi. Và bạn đến tiệm bạn bốc hẹn, đến hẹn thì gà sẽ xăm, đến lượt gà sẽ xăm. Gà cũng không thiên vị ai hết, bất kể ai, đến lượt gà sẽ xăm. Đấy, gà có nói nó vậy. Thế câu này câu lọ thì nó nói gà, nó bảo là chảnh thế này thế lọ, không coi nó ra gì. Nó là hot boy mà không coi nó ra gì. Thì gà cũng nó nói đi nói lại, gà bực quá, gà mới bảo nó là mấy hot boy thì kệ mày, mày hot boy của mày chứ mày hot boy của ai đâu. Thế thì câu này câu lọ thì nó cứ nói tới nó lui. Một tuần nó lại nhắn tin gọi điện một lần. Thì gà bảo không được. Không. Thì nó lại bảo là bây giờ nó đưa gà 100 triệu tiền đặt cọc. Gà bảo không. Đưa có 200 triệu thì gà cũng không xăm nhá. Gà không xăm. Ra ngoài nhất định gà không bao giờ xăm. Mà gà chưa xăm cho ai ở khách sạn bao giờ hết á. Gà không xăm. Gà nhất quyết là gà không xăm. Thì nó mới bảo gà là thôi cố gắng ra ngoài đi. Nó lại nói nhẹ nhàng. Nó bảo thôi cố gắng ra ngoài xăm cho anh. Đấy, nó lại nói nhẹ nhàng vậy. Gà bảo không. Thì câu này câu lọ nó chửi gà. Nó nhắn tin nó chửi gà. Nó khiêu khích gà. Nó kích bác gà. Thì gà bực mình lên thì gà cũng chửi nó trên tin nhắn điện thoại. Nhưng mà nghĩ đâu ra nó lại lên Facebook nó chửi gà. Thế thì gà nghĩ là thôi. Nó lên Facebook thì kệ nó. Không nghĩ gì cả. Nhưng mà gà ngốc quá. Gà lại đi nói lại nó. Nói lại nó thành ra là bị nó lừa. Nó lừa xuống đến đây thì tí bị người ta đánh. Thế gà chạy thống thác gà chạy vào trong này. Thật sự là gà ngốc quá. Thế nên là anh em mọi người đừng có suy nghĩ gì là gà lên Facebook để câu view hay là gì, không có. Bởi vì là lượng fan của gà đã có rồi. Gà đã có sẵn rồi. Gà công việc gà cũng ổn định rồi, đúng không? Vợ con công việc rất ổn định, học trò rất là đông. Chứ gà cũng không bao giờ làm những cái vấn đề gì mà để cho mọi người phải buồn đâu. Không 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 để cho mọi người phải buồn vì gà phải thế này thế lọ. Nhưng mà thôi, ở cái video này thì gà cũng nói luôn. Từ bây giờ thì gà cũng đính chính lại mình nhá. Mọi người cũng đừng lo lắng gì hết nhá. Gà sẽ đính chính lại mình, nghiêm túc trong công việc nhá. Còn đâu từ trước đến nay thì trong công việc của gà đấy đã phải để ai phải phàn nàn gì đâu. Công việc rất là tuyệt vời. Nhưng mà gà cũng bức xúc quá. Thôi mọi người thông cảm cho gà. Bức xúc vì thằng hot boy này nó láo quá. Nó bố láo quá. Nhưng mà gà sẽ gặp bọn nó một ngày gần nhất. Mọi người yên tâm nhá. Gà sẽ thay mặt mọi người. Đái vào mặt nó. Gà không thèm đánh nó. Nhưng mà gà sẽ đái vào mặt nó. Để cho mọi người bớt giận đi. Nhá. Bye bye mọi người nhá. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ nhá. Nhân tiện đây thì thôi, gà cũng đang đi tìm nó nhưng mà gà cũng thôi bỏ ý định đó luôn. Giờ gà đi chắc là đi đến một đâu đó chơi cho nó thoải mái đầu óc một hai ngày rồi về bắt đầu công việc.